Kính chào bà con. Hôm nay thì Thới có ghé ở Phú Giáo Phước Vĩnh, Phú Giáo Bình Dương, và ở đây có cái vườn cây đang cây gió đang tạo trầm á, Thế quay chia sẻ cùng bà con ha. Những cái cây này trồng cũng chắc cũng khoảng chục năm hả bà con. Nó rất là to, để đo thử hoành cây này ngay đất lên khoảng 1,2 m ha. 2 4 6 8 nha bà con, 8 hoành 80 cm. Ở đây là lột vỏ để tạo cấy trầm, cấy thuốc hoặc là bôi, có dạng bôi lên thân hoặc là khoan khoan lỗ để mà đổ thuốc vô để tạo trầm, bà con thấy ha. Rất là đẹp. Cái vườn này thì làm lột vỏ từ năm rồi nè bà con, giờ thấy như có nó có giống như mọt mọt rồi. Khi mà cái cây gió mà mình lột vậy nè, cái bắt đầu nó để nó trong cây nó sẽ tiết ra một cái chất để mà nó chữa, kêu bằng nó chữa lành lại cái thân cây á, thì cái chất đó là cái trầm đó bà con. Cây này khi mà tạo trầm mà thành công thì cái cây này chắc cũng khoảng ấy chục triệu hơn đó bà con. Là năm rồi đã lột vỏ tạo trầm, rồi năm nay tiếp tục làm tiếp này. Bà con thấy lột vỏ ha. Ở đây thì không thấy người ta khoan, người ta đổ thuốc, hình như là chắc là cái hình thức chắc bôi quá. Để mình ngửi thử coi nghe có mùi thơm chưa nha bà con. Ôi, có mùi thơm rồi bà con ơi. Có mùi thơm rồi. Mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Như vậy là đã tạo trầm thành công rồi nha bà con, có mùi thơm. Nếu mà bà con muốn tham quan thì bà con liên hệ Thế sẽ dẫn bà con tới cái vườn này. Có mùi thơm rồi, Thế ngửi có mùi thơm của trầm á. Để thử cây này nữa coi. Cây này đó thì cái mùi nó thoang thoảng, nó không rõ bằng những cái cây mà làm lâu rồi. Đó, cây kia làm lâu rồi đó. Mùi trầm rõ ràng luôn. Đây cái nhánh này không biết có làm thành công. Nhánh này hình như không thành công hay sao mà con không nghe mùi trầm nha. Cái nhánh này nè. Tức là tạo trầm thì có nhánh thành công, nhánh không thành công hay sao đó. Để mình thấy lại cây này. Đó, người ta lột vỏ vậy nha bà con. Để ngửi cái cây này coi, nó cũng có mùi luôn rồi bà con. Nhưng mà không rõ bằng cái cây đầu tiên. Những cây mà lột vỏ lâu năm nè, như cây này bên đây, tức là lột vỏ từ năm rồi á. Đây cây này nè, cũng thoang thoảng thôi, không rõ bằng cây kia. Mà không biết bà con trong nghề, không biết bà con thấy những cái cây này là lột vỏ như vậy là đã thành công chưa á bà con. Để rất là lâu, thấy nó đen luôn rồi, nó nứt vỏ ra, nó khô. Đây nữa, có những cây rất là to. Thấy có cái khăn, như là tẩm thuốc bôi lên đó bà con, chứ không phải khoan ha. Đó, đây có cái khăn nè. Đấy, coi cây này nó có mùi hương chưa nha bà con.
chưa, nghe cái cây đầu tiên đó là nghe cái mùi, còn những cây này hình như là mới lột. Nhìn rất là đẹp đó bà con. Rồi để lại một số cây nữa. Ở đây nó có nó có rụng hộp nó lên cái con nè bà con. Đó cây này nè. Rất là nhiều luôn nè. Đây nữa nè. Cái mình bứng về mình trồng. Nè nó lên cái con nè bà con. Đây cái con quá trời luôn nè. Quá trời cái con. À cái này. Để thấy ngửi thôi vậy là nó ra có mùi chưa nha một con. Cũng thoang thoảng có mùi thơm mà. Mùi thơm của trầm. Đó trong vườn thấy là người ta không có lột đại trà mà sao lột lột sọt hả mà con. Cây lột cây không. Không biết sao mà người ta. À đây hình như đây có khoan lỗ nè bà con, có khoan lỗ chứ không phải là không có khoan lỗ nha. Đây khoan lỗ nè. Xong cây nào có trầm thành công người ta mới lột vỏ hay sao đó. Đó bà con thấy nha, đó. Đây là có khoan lỗ nè. Để coi cây mấy cây nhỏ nhỏ hơn coi có khoan không. Cây này không có khoan, cũng có cây bự khoan. Nó lột lột lưng chừng thôi chứ không lột tới tới đọt nổi. Và cây này trước khi lột vỏ thì ta có khoan lỗ không? Cây này không thấy là khoan lỗ nhưng mà con. Giờ mấy cây này giống ta bôi đi lên. Để thấy ngửi cây này coi có trầm chưa nha. Có mùi thơm không mà con? Mùi thơm nhưng mà không có rõ như cái cây cũ cây đầu tiên. Đó, rất là đẹp luôn. Cây rất to ha. Để đo hoành thử cái cây này. Con này trứng này nha mọi con. Từ mét đất lên mét 2. 2 nè. 4. 6. Khoảng 70 cm á. Từ đất lên 70, hoành 70 cm. Nè, những cây nó rụng hộp lên cái lên quá trời nè con, cái mình bứng như mình trồng ha, quá trời. Đây cây này, cây này chắc ta coi thấy nó cũ lắm rồi mà không biết có mùi thơm mà bà con, có mùi thơm, có mùi thơm. Đây, này vừa người ta lựa cây to người ta làm đó luôn. Cái cây nãy đâu ta, cây này nè, nhớ không lầm thì cây này có mùi, mùi rất là rõ. Có mùi nè, một con cây này có mùi rất là rõ nè. Mùi thơm, hương thơm rõ ràng. À, ở cây này nữa. Cây này thì nó nhạt hơn, nhạt cũng có mùi thơm mà nó nhạt hơn. Đó thì ở đây thấy. À, biết là năm rồi có thấy có cạo cái vườn này nè, người ta thanh lý rồi, bắt đầu
Năm rồi có lột vỏ và năm nay thấy quay lại thì thấy vẫn tiếp tục lột vỏ ha. Thấy quay chia sẻ với bà con. Video đến đây thì cũng xin phép kết thúc. Sẵn thấy cũng chia sẻ, nếu bà con có nhu cầu mua những cái cây này nè thì bà con liên hệ ha. Thấy có khoảng 500 cây giống nha bà con. Rồi thế xin số điện thoại là không, số điện thoại để bà con mua cái giống này đó là 0308693172 15 nha bà con. Cây gió ha.